Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Hôm nay nhà vườn anh Quốc Anh có tổ chức cái buổi để đón nhận cái bằng khen của thành phố Hà Nội cũng như bàn giao mấy cái tác phẩm. Thì rất đông các bác các chú các anh em về với vườn anh Quốc Anh. Thì cũng vừa lúc đấy là cũng nhạc nó ồn quá. Cũng quý vị cũng muốn chia sẻ cho quý vị, nhưng mà bây giờ là không gian nó yên tĩnh một chút thì Bonsai Đức Huy lại quay cho quý vị một số những cái tác phẩm vườn anh. Vườn anh Quốc Anh thì rất nhiều những cái tác phẩm quý thưa quý vị, nhiều tác phẩm quý. Nhiều những tác phẩm quý. Tác phẩm này là anh Quốc Anh đã bán đi 6 năm trước, 165 triệu. Rồi anh mua lại 1.8 tỷ rồi quý vị. Mua của anh Sĩ ở Hưng Yên. Thì bán cho anh Sĩ ở Hưng Yên là 165 triệu 6 năm trước. Đấy, vừa rồi mua 1.8 tỷ. Nhưng một cây rất đẹp thưa quý vị. Form rất đẹp. Cây ba thân rất đẹp thưa quý vị. Đẹp tuyệt vời luôn. Anh. Mấy anh lên. Ok, em Huy gửi cho định vị là ok hả? Điện cho anh mà đến nơi chưa mà chưa đấy. Yeah. Rồi anh đi ngắm cây đi, ngắm cây hôm qua. Đây còn một ông anh của Bonsai Đức Huy ở Quảng Ninh này. Quá đẹp. Đây đi nhiều rồi. Long đan phượng vũ anh ơi, long đan phượng vũ là top cây chúa ở đây đấy. Nhưng mà tuổi thì kinh điển rồi. Cái dăm đang làm lại đúng không? Vâng. Đang làm cái dăm, cái dăm đang đẹp. Vâng vâng. Vâng. Cây long bàn phượng vũ của anh. Cây này vừa rồi chú Minh Châu chú tác động một chút xử lý cái chân bệ rễ. Đây nhìn những cái đường rễ chú ấy xử lý ấy. Tỉa một chút đây nhưng mà đây đây cả hết bên này đây anh ạ. Được. Cái đường khúc cua tay áo này nhỉ. Tuổi cây này thì miễn bàn rồi. Đây là tác phẩm quý của anh. Mấy cô anh thì chào anh nhá. Đấy. quay cây người tí. Em Bonsai Đức Huy. Bonsai Đức Huy. À vâng. Cây cẩm thị thưa quý vị. Yeah.
thưa quý vị. Hồi rất quý này. Quốc Anh thì toàn những cái tác phẩm quý, cái phôi quý rồi thưa quý vị. Một cây xanh quê rất già của anh. Nhiều lắm thưa quý vị. Chắc chắn là một cái phôi mà anh Quốc Anh chắc phải vào rất nhiều tiền đấy. Thật sự được cái phôi này ngắm trực tiếp đẹp lắm đó quý vị. Tuy tuổi cây thì là chưa cao lắm, thế nhưng cái form cây rất đẹp thôi quý vị. Đây quý vị có cảm nhận. Tuổi cây thì không có thể là không so được những cây khác, nhưng mà về cái độ mỹ thuật cũng như cái chiều sâu của cây thì đây là một cái phôi tương lai cũng là một cái cây rất đẹp. Cây đang ở cái bể được khoảng dài động mẹo 1,5 mét. Cây song xuôi cũng cao khoảng 1,5 mét. Rất nhiều cây quý, rất nhiều đồ quý. Giới thiệu với tất cả quý vị, anh Cường ở Quảng Ninh. Anh Cường chào khán giả, anh Cường ơi. Chào khán giả. Đây phôi này là anh Cường, của anh Cường rất thích. Đẹp chứ, cái này còn đẹp nhỉ. Già đẹp. Quá đẹp, phôi này đẹp lắm. Con này nhìn ai chẳng mê. Dạ vâng vâng. Cái này mới cây ngũ giao bì. Cây ngũ giao bì kìa, bắt tay. Thank you.
Mũ Giao Bì này cũng giao lưu rồi quý vị ạ. Mũ Giao Bì đặc biệt luôn, độc lạ Việt Nam đây. Chào quý vị nhé, hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị.